Em ừ à gì mẹ không hiểu đâu. Thế em nói gì với mẹ thế? Làm sao nào? Em mình mệt rồi à, mình đói à, hay mình buồn ngủ, mình gắt ngủ, làm sao nào? Ôi đứa nào cậu, nói chuyện đi chứ, đang nói chuyện nãy giờ cơ mà. Em mách gì? Em muốn gì nào? Cái miệng kìa. Nhìn vào cái camera thì chăm chú thế. Em nói chuyện với ai? Với mẹ à? Hay nói chuyện với ông bà đây. Nha, để mẹ gửi cái này về cho ông bà là cháu đang thế này. Cháu đang đòi cái gì thế này nhỉ? Ôi đang đòi cái gì thế này? Ôi thương chưa? À, nói chuyện với mẹ một lúc nữa nào. Em ơi. Làm sao? Làm sao? À, chị không thôi à? Gì thế? Gì mà nhiều thế? Gì mà nhìn chăm chú vào cái máy quay mà thế? Nói chuyện với cái máy quay à? Đang nói chuyện với mẹ cơ mà. Nhiều nhờ. Thế mình lớn lên mình phải vâng dạ nhá, không được đâu nhá. Có đúng không? Em ơi. Nhìn chăm chú chưa này? Nhìn chăm chú vào cái máy quay chưa này? Nhờ. Nhờ. Gì mà nhiều thế? Cái tay bắt đầu đạp, cái tay bắt đầu vẫy vẫy, miệng bắt đầu. Mình muốn gì đấy? Thế mẹ chuẩn bị đi thay bỉm cho em nhá. Mẹ thay bỉm nhá. Ủa, cái bỉm vì cái bỉm đầy rồi đúng không? Cái bỉm đầy em khó chịu đúng không? Bây giờ nói với mình là mình tàn ừ thôi à? Thế mẹ thay bỉm nhá. Ba ơi nhỉ? Ba cất cái đồ chơi này xuống đi này, cho rộng ra này. Cất đi để lấy để thay bỉm cho em nhỏ, để em ngủ cho ngoan nhỏ, có đúng không? Đây, đây chưa? Nhiều thế nhỉ mẹ ơi, Ba nhiều gọi thế kìa, ba gọi em kìa, mẹ ơi. đang nhìn cho ba gọi em. Gì thế? Gì mà nhiều thế? Em Mẹ muốn nói ơi, gì? mẹ tự nói nhỉ, Nói chuyện với bạn máy quay à? nói chuyện đi nhỉ, đang hỏi gì Em đấy hỏi gì thế? nhỉ. Em Mẹ ơi, ba gọi này, lần này ba ơi, gọi không nhìn chú ra. mèo ơi, chú mèo ơi, chú mèo ơi, chú mèo ơi. Như mèo kìa, ơi trông xinh quá. Ừ. Ai mà xinh thế? Ừ. Ai mà xinh Để coi thế? nào, thả gì. Mẹ thay bỉm cho em nhá. Mẹ thay bỉm cho em nhá. Em đồng ý thêm ừ nào. Cho mẹ tát đi, mẹ thay bỉm nhá. Yêu quá, yêu quá, yêu quá. Nhờ mẹ tát đi nhá. Thì mẹ tát nhá. Mẹ tát nhá. Lại ừ. Lại ừ. Đây. Đây, có vẻ rất thích cái máy quay. Rất nhiều nhá, nãy giờ rất nhiều Biết nhỉ. rồi. Hôm nay biết nói chuyện rất nhiều nhá nhỉ. Nha. Thích nói chuyện nhiều nhỉ. Có phải không em? Nha. Đây mẹ tắt Thôi nhá. nha. Mẹ Thôi tắt bà cầm này. cho coi. Thôi mẹ tắt cho Thêm mẹ. 4 phút được rồi. 4 Mẹ phút tắt thôi. này. Đây. Tắt này.